Go ahead. Five. Oh my! Wow, run! Chứ còn đừng đưa nghiêng, đưa ngả thì nó sẽ rơi. Các bạn ơi, câu hỏi này, ngày hôm nay là chúng mình có một thử thách. Đó là các bạn nhìn thấy ở kia chưa? Có ba yêu cầu cô Huyền. Một là giữ vững chục người, các bạn, người máu cần giữ vững chục người đúng không? Yêu cầu hai là khi mà các bạn luyện tập ý, các bước chân các bạn phải rất là chắc. Các bạn nó nghiêng ngả này phải đổ nước ra, đúng không? Yêu cầu số 3 đấy là phải biểu cảm mặt. Thế là ngày hôm nay nhá, khi mà chúng mình cầm cái phần ly này, cô sẽ yêu cầu chúng mình nhá, đấy là nước, khi mà đi nước không được sảnh ra ngoài. Và bạn nào mà làm ra ngoài nhiều nước là cô sẽ, khi mà bạn nào mà làm đổ ra ngoài nhiều nước thì cô sẽ trừ điểm, được chưa? Rồi, cảm giác của các bạn là gì nhìn thử thách này các bạn? Sợ à? Sợ. Làm gì mà sợ? Sợ vỡ? Sợ tiền bay ạ. Vỡ thì thôi. Tiền bay thôi, tiền bay. Thì có cách nào để cho chúng mình đỡ sợ không nhỉ? Thử nghĩ xem. Trải cái nệm. Câu hỏi này đầu tiên là trải cái nệm, biết làm sao đi được, đi vào cái xịch ngã luôn, hiểu không? Biện pháp khác đi cho đỡ sợ. Xoay thì sẽ được cộng điểm. Rồi bây giờ còn cách nào khác để cho khi mà chúng mình tập với cái này chúng mình đỡ sợ? Thành Trung làm đầu tiên nhá, nhắm mắt đi nhá. Không, các em không, không, từ lớn đến bé, đứng hết vào hàng cho cô. Mọi khi toàn tranh đi trước, hôm nay ai tranh? 3, 2, 1, đi, đi thoải mái đi. Đó, đi thế chứ, tao trông run thế. Tạo dáng nhá, có tạo dáng nhá. Giỏi nhở? Ôi, ok đấy. Không sao đâu, giỏi đấy. 3, 2, 1, đi. Ê, bỏ một tay ra, cục cưng ơi, con làm gì đấy? Ôi, cầm hai tay không ạ, bỏ một tay ra. Ui, bỏ cái tay ở dưới đỡ ạ, sợ không? Ui, xịn, bỏ tay ra đi. Không vỡ. Ôi dồi ôi, xúc nạo bê bằng hai tay sợ không? Ui, trông sợ quá. Con chưa nhận đổ á? Mình đấy. Mình ơi. Đóng cửa rồi cho cô. Ba, hai, một đi. Ôi, đi giòn tén như chưa giờ thấy các bạn nhà mình dịu dàng như thế. Ôi, An đi giỏi thế An. Trộm vía. Ôi, con giỏi quá. Xoay thử một cái đi cho các bạn sợ. Mặt kiểu lừa với gốc hay dạ. Ok. 3, 2, 1 đi. Xoay đi bạn kìa, các bạn đang cổ vũ, đang xoay đi bạn đi. Sao cô cứ thấy trông nó cứ nghiêng nghiêng ấy? Sao không tạo dáng hả con? Có cái gì? Tiếp phải đi theo nhạc nhá. Không đổ được. Thôi con giả câu con chị thế cô. Rồi không sao đâu, đi. Thật không sao, cứ đi. Rồi cô đỡ này. Ừ. Đứa nào nói thế thì phải để. Cố lên. Mấy cái đứa này nói làm cho em càng sợ. Đấy thấy không? Đi nhanh thấy không? Nhìn đi. Mấy đứa này không hết mình mà. Rồi ok con, quá giỏi luôn. Mấy đứa kia kìa. Này đã không đi được như em, xong rồi còn cứ thích hết lên. Quá xệ luôn, xịn nhất từ đầu đến giờ luôn. Xem con, yeah.
đúng rồi. Các bạn nó lùi xuống. Vỡ ly cô lên. Này các con quá làm các bạn áp lực luôn đấy các con ạ. Không có cổ vũ kiểu như Subi giỏi quá. Subi ơi, cô khen con. Subi quá giỏi Subi ạ. Wow, yeah, Subi giỏi thế. Thôi 3, 2, 1 đi, bỏ tay kia ta. Sợ thế. Em bé quá các con ạ. Nào, không trêu em. Nhanh hơn một xíu nào. Cố lên Tâm An ơi, sắp được cộng điểm rồi. Thấy không? Thấy xoay một vòng không? Đấy là em xoay một vòng chứ không phải em đi về, thấy không? Ok, bỏ bỏ, chấm tay mấy nhỉ? Chấm tay mấy nhỉ? Ơ, giỏi đấy nhỉ? Ôi, giỏi thế. Ô, con quá giỏi luôn. Ok, cảm ơn con. Đây đây, con làm được, con làm được. Áo đẹp thế nhỉ? Không quá. Làm được. Đấy, tức người chứ. Nào nào, cẩn thận là đổ của em rồi. Nhà cô ở nhà, đằng sau quay đi về giỏi thế nhở? Yeah! Ôi, giỏi thế nhở? Ai một đi. Đưa lên. Xoay. Khi con muốn đưa lên này, con sẽ phải đưa thẳng lên. Chứ con đừng đưa nghiêng, đưa ngả thì nó sẽ rơi. Nhìn nhá, đưa thẳng lên. Xuống cũng thẳng một đường xuống này. Xoay thẳng một đường xuống. Thu vào gần người. Xoay đưa thẳng lên nhá. Con thử đi. Đây, 3, 2, 1 này. Đưa thẳng lên. Xoay, thu vào gần người. Đưa thẳng lên. Xoay. Đưa thẳng lên. Xoay. Ok, ok. Mà đi này, giao nhau này, con có thể vòng ra này, thấy không? Thấy không? Vòng, không nhất thiết là phải vặn chính diện thế này. Các con thấy không? Đây này, khi mà đi thấy bạn đúng không? Vòng sang, vòng sang nha. Cái tay mình hơi thu về một tí thì không vào à bạn. Thử nhá, thử nhá. 3 2 1. Đi check ra ngoài, đi ra ngoài này. Rồi vào. Thu tay. Đúng rồi. Ok. Lấy đoạn đầu rồi được em ạ.